mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hỏi: tại sao đạo Phật lại đề xướng ăn chay? Đáp rằng: người ăn chay thì dục niệm nhẹ, kẻ ăn mặn thì dục niệm nặng nề. Có tôn giáo cho rằng động vật được sanh ra là để cho loài người ăn, cho nên ăn mặn là một việc vô cùng hợp lý trời đất. Song lẽ đạo Phật đề xướng tinh thần mọi vật đều cùng một thể, đó gọi là đại bi, và xem mọi loài chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, cho nên chủ trương giới sát, phóng sanh. Ăn thịt tức là ăn người. Thiên bách niên lai oản lý canh, oán thầm tự hải hận nan bình, sục trì thế thượng đao binh kiếp, thả thính đổ môn giả bán thanh. Dịch là: ngàn năm oán hận ngập bát canh, oán sâu như biển hận khó tan. Muốn biết vì sao có chiến tranh, hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người hy sinh thân mạng kẻ khác để lợi ích cho chính mình, cam tâm giết hại kẻ khác để bồi dưỡng cho bản thân mình. Thế nên miếng thịt ở trong tô canh chất chứa lòng oán hận thâm sâu như biển cả. Đời này qua đời khác, sát hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết. Con người vẫn dùng thủ đoạn áp bức để tàn sát những kẻ yếu tim hơn mình. Trong tâm thức của những con thú trước khi chết đã kết tinh lòng oán hận rất lớn. Chúng chỉ muốn tìm cách báo thù, không có cách gì để xoa dịu ý tưởng cừu hận này được. Các bạn muốn biết trên thế giới nguồn gốc của chiến tranh từ đâu ra, thí dụ như chiến tranh Việt Nam hay là hiện tại chiến tranh giữa Á Căn Đình và Anh Quốc, đều là do nghiệp sát hại quá nặng và quá sâu, cho nên mới dùng phi cơ đại pháo, thiết hạm, thủy lôi để hủy diệt nhau. Nếu ban đêm mình lắng nghe nơi nhà người đổ tể tiếng kêu la rên xiết của con heo, con bò hay con dê xin cứu mạng, thì mình sẽ biết được nguyên nhân của chiến tranh ở đâu mà ra. Có bài thơ rằng: nhục tự lý biên lưỡng cá nhân, lý biên trác trước ngoài biên nhân, chúng sanh hoàn thực chúng sanh nhục, tử tế tư lượng nhân thực nhân. Dịch là: trong chữ nhục gồm có hai người, người ở trong dòm người ở ngoài, chúng sanh lại ăn thịt chúng sanh, suy nghĩ kỹ là người ăn người. Tiếng Trung Hoa chữ nhục nghĩa là thịt, gồm có chữ khẩu tức là cái miệng mở ra, và hai chữ nhân tức là hai người, ở bên trong có một người và ở bên ngoài có một người. Người ở bên ngoài chờ người bên trong, người ở bên ngoài muốn đi vô nhưng không vô được, người ở bên trong muốn chui ra ngoài nhưng lại không chui ra nổi, vì người bên ngoài đứng cản, không cho anh ta chạy thoát. Nên chữ nhục này chính là kẻ ăn thịt là một kẻ ăn thịt. Kẻ ăn thịt chỉ ở bên ngoài và là một con người. Kẻ ăn thịt thì ở bên trong và cũng là một con người, nhưng y đã biến thành súc sinh, lại còn bị chặn không cho chạy ra, chạy lên cũng không được, chạy xuống cũng không xong, như là bị vây khốn không chạy thoát được. Tuy là miệng mở khá rộng, nhưng vì người ở bên ngoài đã chặn, nên kẻ bên trong không thể chạy ra khỏi vòng vây. Vòng vây này có thể là chuồng dê, chuồng heo, hay là chuồng bò, chuồng trâu. Người bị ăn thịt ở trong chuồng, mà người ăn thịt thì ở ngoài chuồng, không cho ra. Vì sao mà chặn không cho anh ta ra? Là bởi vì muốn ăn thịt anh ta. Người bị ăn thịt và người ăn thịt có một mối quan hệ, đó chính là sự oán hận, không thể nào hòa giải được. Con người là chúng sinh, miếng thịt mình ăn cũng là chúng sinh. Hễ là động vật là dê, là trâu, là gà, là ngựa, là chó, là heo, đều là một loại chúng sinh cả. Nếu có kẻ nói rằng những động vật này là do trời sinh ra để người ăn, như vậy thì người sinh ra để ai ăn? Bởi vậy trời sinh động vật không nhất định là để cho người ăn. Bất quá bởi vì con người ỷ mình trí óc cao siêu nên mới ăn thịt động vật. Do đó, sự quan hệ ăn thịt này, nếu nghĩ cho kỹ thì chính là người ăn thịt người. Nếu nói rằng người ăn thịt người, thì thử hỏi xem kẻ bị ăn thịt
tức là bây giờ đã biến thành dê, thành heo, thành ngựa, đối với mình có quan hệ như thế nào. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói rằng con dê trở lại biến làm người, con dê mà có thể biến làm người thì tất cả động vật khác cũng có thể biến làm người, cũng như là mình cải đầu hoán diện, thay đổi bộ mặt thôi, mà mình không biết loài thú vật đó là ai. Các vị có biết rằng những thứ động vật dê, trâu, heo, gà không chứng đầu đều là bà con quyến thuộc, là họ hàng thân thích của mình. Mối quan hệ đó nói xa xôi hơn, chưa nói gần, thì chúng nó biết đâu chính là cha mẹ mình kiếp trước, hoặc là cha mẹ mình kiếp này, hay là cha mẹ không biết bao nhiêu kiếp về trước. Nghĩ như vậy, vì nếu ăn thịt của cha mẹ thì thật là bất hiếu, cho nên nghĩ kỹ thì mới biết rằng ăn thịt động vật chính là ăn thịt người vậy. Người mà ăn thịt heo thì con heo có thể sẽ biến thành người. Khi heo thành người, nó lại ăn thịt heo do người kia biến thành. Nhân duyên cứ luân chuyển mãi, hỗ tương ăn thịt lẫn nhau. Mình ăn nó ăn mình, do đó cừu hận càng ngày càng sâu. Cừu hận càng sâu thì càng muốn ăn thịt. Tánh thích ăn đồ ngon là do oan nghiệp dẫn dắt, làm mình cảm thấy hợp lý khi giết sinh mạng của kẻ khác để bổ trợ cho sinh mạng của chính mình. Nếu các vị không tin thì tôi kể cho nghe một câu chuyện có thật như vậy. Vào thời vua Lương Võ Đế thì Phật giáo hết sức là hưng thịnh. Lúc bấy giờ có một vị tên là Trí Công, là một người đã giác ngộ rồi, minh nhãn thiên tri thức. Ngài có thể biết được tiền nhân hậu quả mọi sự. Thời bấy giờ Phật giáo đi tới chỗ các thầy, chỉ đi tụng niệm cho người đời. Gia đình nào có chuyện vui chuyện buồn gì cũng mời các thầy về tụng kinh kiết tường, tụng chú kiết tường. Có lần một nhà nọ làm đám cưới cho con gái nên mới mời ngài Trí Công tới để tụng kinh cầu phước. Bởi vì Phật pháp không ra ngoài pháp thế gian nên tổ sư cũng tùy thân theo phong tục của người đời mà đáp ứng. Vừa đặt chân tới nhà, ngài liếc nhìn và nói rằng: "Cổ quái, cổ quái. Cháu lấy bà ngoại, con gái ăn thịt mẹ, con trai đập xa bố. Heo dê ngồi nơi ghế, họ hàng nấu trong nồi, chúng sanh lại tưng bừng, ta thấy thật là khổ." Ngài Trí Công nói: "Thật là cổ quái. Chuyện mà cổ quái đó là cháu lấy bà ngoại của mình. Bởi vì khi đứa cháu vừa mới sinh thì bà ngoại nó bị bệnh. Lúc gần chết, bà cầm tay thằng cháu nói, nói rằng bà sợ không có ai lo lắng cho thằng nhỏ, tương lai ai là người giúp nó để thành gia lập nghiệp. Do vậy, lúc bà ngoại thở hơi cuối cùng thì tay vẫn nắm tay thằng cháu, quyến luyến không đành. Bà ngoại xuống âm phủ gặp Diêm La, mới khóc lóc cầu xin: Diêm La vương ơi, xin ngài ban phúc cho tôi một việc. Ở thế gian tôi có một đứa cháu nhỏ, dại, không ai chăm sóc, xin ngài cho tôi để trở về lo lắng cho nó được không? Vua Diêm La từ bi vô cùng, mới đáp lời thỉnh cầu rằng: Được, tốt lắm, bà về lại trần gian, chăm sóc thằng nhỏ đi. Bà là bà ngoại của nó, bây giờ bà trở về làm vợ của nó được chăng? Bà đó không thể làm chủ được nghiệp báo của mình, cho nên đầu thai lên dương thế, làm con gái. Đứa con gái này lớn lên rồi lấy thằng cháu đó, thật là cải đầu hoàn diện. Đối mặt đổi mặt mà thôi, như thử mặc một bộ y phục mới không ai nhận biết được cả. Chỉ có ngài Trí Công mới biết được chuyện đó, nên nói: Cổ quái, cổ quái, cháu lấy bà ngoại. Ngài Trí Công lại thấy đứa con gái nhỏ đang ăn miếng thịt heo nên nói rằng: Con gái ăn thịt mẹ là vì mẹ của đứa con gái này vốn làm đủ thứ ác nghiệp nặng nề nên chết rồi hóa thành kiếp làm heo. Này bị đồ tể giết, bị nấu làm món ăn ngon, và bây giờ đứa con gái này đang ăn thịt của mẹ mình. Khi ngài thấy nơi sau vườn có đứa con trai đang cao hứng đập cái trống bằng sa lửa, ngài mới nói rằng: Con trai đập sa bố, nghĩa là bố của thằng nhỏ vì tạo nhiều nghiệp báo cho nên mới đầu thai làm con lửa, chết đi bị người ta lột da làm trống. Bây giờ đứa nhỏ này chẳng biết cha nó là miếng da làm thành trống nên mới vui mừng thì đánh trống mà thôi. Ngài Trí Công lại đi xuống nơi dãy ghế ngồi, nhìn qua thì thấy những kẻ ngồi đó toàn là trâu bò dê.
Hồi xưa bị người ta ăn thịt, bây giờ biến thành người, làm bà con thân thuộc với nhau. Những loại thịt ở trong nồi đều là những bà con quyến thuộc của họ. Nên Ngài Chí Công nói rằng, quý vị tới đây tiệc tùng hết sức vui vẻ hân hoan để chúc mừng ông chủ, để chúc mừng ông chủ nhà làm đám cưới cho con. Sự thật, ta thấy thật là khổ. Người nào cũng ở trong luân hồi hỗ tương, vay trả quả báo, tàn sát lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, đó là nỗi khổ khó nói cho hết được. Sau khi Ngài Chí Công nói xong, có rất nhiều người hiểu rồi phát tâm ăn chay niệm Phật tu hành. Từ xưa đến nay, nếu các vị không ăn thịt kẻ khác, thì kẻ khác không ăn thịt các vị. Có người nói, thầy nói thế nào đi nữa, tôi cũng không tin. Nếu các vị không tin, thì tôi cũng không có cách gì khác, cứ thí nghiệm thử xem sao. Ăn thịt thì cũng giống như là ăn chất độc vậy. Tất cả thịt của chúng sanh đều có chất độc. Chất độc này không phải một ngày một đêm tích tụ mà thành, cũng không phải mới một đời một kiếp mà có. Chất độc ấy tích lũy ở trong nhiều kiếp. Từ sự tương hỗ tàn sát giữa người với người đã tạo thành một thứ oán độc mà chẳng thể nào xóa bỏ được. Khi mình giết súc vật thì cũng tạo ra một thứ oán hận ở trong tâm chúng. Lúc gần chết, vì quá khủng khiếp và sợ hãi nên chúng mới nảy sinh lòng cừu hận, muốn báo thù. Bởi vậy, từ nơi lòng oán hận phẫn uất ấy phát tiết ra một loại độc tố thấm suốt vào da thịt chúng. Nên hễ ai ăn thịt thì giống như ăn phải chất độc vậy. Lúc ăn thì không thấy hại, nhưng dần già sẽ mắc đủ chứng bệnh kỳ quái mà chẳng có thuốc gì cứu nổi. Thời đại bây giờ thì oán khí đầy trời. Oán khí đó so với đầu đạn nguyên tử thì lợi hại hơn nhiều. Bởi vậy, nó vô hình, vô hình vô tướng, song lại có thể tận diệt toàn thể nhân loại. Có bài kệ rằng, thiên bách niên oản lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình, dục chi thế lượng đao binh kiếp, thả thính đổ môn giả bán thanh. Dịch là ngàn năm oán hận ngập bát canh, oán sâu như biển hận khó tan. Muốn biết vì sao có chiến tranh, hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm. Trăm ngàn năm nay, miếng thịt trong bát canh chứa đựng sự oán hận sâu như biển, khó mà san bằng được. Nếu các vị muốn biết nguyên nhân của chiến tranh thế giới, thì hãy lắng nghe tiếng kêu thảm thiết trong những con vật rơi vào nhà kẻ đồ tể vào lúc nửa đêm. Cho nên cổ nhân nói bài kệ này là nhân duyên có căn cứ. Chúng ta phải thấu triệt đạo lý đó thì mới có thể trị được bệnh tật của chính mình. Nhân ác lớn nhất là sát sinh ăn thịt. Mỗi người đều có nhân quả báo ứng của riêng mình, thì chịu quả báo đó. Không những chỉ có loài người là phải chịu quả báo mà tất cả chúng sanh cũng vậy. Tạo nghiệp từ xưa, ngày nay gặt quả. Điều đó không dễ hiểu đâu. Ví như bị đọa vào làm súc sinh hoặc ở nơi ác đạo thì rất khó khôi phục lại thân người. Nên nói rằng, nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục, nghĩa là thân người mất rồi, vạn kiếp khó tìm. Trên thế gian có hai loại nhân, một là nhân thiện, hai là nhân ác. Khi mình trồng nhân thiện thì gặt quả thiện, khi trồng nhân ác thì gặt quả ác. Người trồng nhân thiện đi đâu cũng biết, khắc kỷ phục lễ, tự ghép mình theo lễ nghĩa, khuất kỷ đãi nhân, hạ mình mà đối đãi với người, lúc nào cũng không chiếm đoạt tiện nghi của kẻ khác, luôn luôn sẵn sàng chịu thua thiệt. Hễ ai gặp điều gì khó khăn thì mình lập tức giúp đỡ, lúc nào cũng có chí làm điều thiện, lập công tu đức, chứ không phải như kẻ chỉ biết lợi cho mình mà không nghĩ tới lợi ích của kẻ khác. Khi công đức thiện của mình đầy đủ thì tự nhiên mình sẽ thẳng tiến. Cho nên nói, chủng thiện nhân, kết thiện nhân, từ nơi loài người mình có thể thăng lên cõi trời, rồi từ cõi trời có thể thăng lên cõi A-la-hán, cõi Bích Chi Phật, cõi Bồ-Tát, từng bước mà thăng tiến. Đó là khí thế hết sức hưng thịnh. Hễ tạo công đức gì thì nhất định có được quả báo nấy, công đức không bao giờ mất dạng. Thế nào là trồng nhân ác thì tương lai sẽ gặt quả xấu, tức là nếu mình tạo ra oan nghiệt, phạm đủ thứ lỗi lầm thì tương lai sẽ thọ quả báo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ai bảo mình làm nhân ác như vậy, chẳng có ai bảo cả mà tự mình tạo lấy. Có câu rằng, tự tác nghiệt, bất khả hoạt, tự mình tạo ra điều oan nghiệt,
không ai có thể tha thứ cho mình được. Trong nhân ác thì sẽ đọa vào ba ác đạo. Tóm lại, làm điều thiện thì được thăng lên, mà làm điều ác thì bị đọa xuống. Do đó, mọi thế giới đều do mình tạo ra, tự mình làm, phải làm chủ, đừng ỷ lại vào kẻ khác. Xong, cái nhân ác lớn nhất là gì? Tức là sát sinh, con người nếu phạm ngũ giới. Sát, đạo, dâm, vọng, tử thì sẽ rất dễ đọa vào ba ác đạo và cũng rất dễ thành kẻ đầy rẫy tri kiến sai lầm, tà vọng, không tin vào Phật Pháp, không kính Tam Bảo, đọa vào ba đường ác rồi thì khổ không có cách gì nói được. Tội lỗi lớn nhất mà mình đã phạm là gì? Tức là sát sinh ăn thịt. Nếu bạn ăn thịt của người thì sau đó người sẽ ăn thịt của bạn. Hỗ tương ăn thịt lẫn nhau, hỗ tương chém giết, hỗ tương đọa lạc. Một khi đã đọa lạc thì khó mà tiến lên được. Đó là điều hết sức nguy hiểm, là đi vào hiểm lộ vậy. Có câu rằng, tam giới vô an, so như hỏa trạch, nghĩa là ba cõi không an, sống như nhà lửa. Đáng tiếc là tuy nhà cháy mà người ở trong đó vẫn thản nhiên coi thường. Ngày hôm nay cử hành Pháp hội Vu Lan, các vị nghĩ thử xem, chúng ta là tôn giả Mục Kiền Liên, ai là người có đạo đức tu hành cao hơn? Tuy công đức của ngài cao như vậy mà còn phải thỉnh Phật siêu độ mẹ ngài. Sau đó, Phật đặt ra Pháp hội Vu Lan để siêu độ cho cha mẹ, tổ tiên trong bảy đời. Đem mình so sánh với các ngài Mục Kiền Liên thì mình không thể nào bì được. Song phụ mẫu tổ tiên của mình thật là đang chờ mình cầu xin siêu độ cho họ. Bởi vậy, chúng ta đừng lãng phí thời gian và đừng quên bổn phận làm người. Một khi mất thân này thì có hối hận cũng đã quá trễ. Muốn độ chúng sinh thì trước hết mình đừng ăn thịt. Chúng sinh là do nhân duyên hòa hợp mà thành, từ 12 nhân duyên mà biến thành người. Từ con kiến cho đến những thứ vi khuẩn đều là chúng sinh. Chúng ta không cần phải đi xa bên ngoài mà tìm chúng sinh. Ngay trong tự tánh của mình cũng có vô lượng chúng sinh. Khoa học hiện tại phát triển đã chứng minh rằng trong thân thể ngũ tạng lục phủ của con người có vô số loại vi khuẩn là vi sinh trùng. Như vậy có nghĩa là vô số lượng chúng sinh. Khi con vật ăn thịt loại động vật nào, thí dụ như heo, chó hay cá, thì trong đó có vô số loại vi khuẩn. Con người ăn loại thịt đó thì trong bụng tự nhiên sẽ có trùng tử của những thứ vi khuẩn đó. Ăn càng nhiều thì mình cùng với những thứ vi khuẩn đó kết làm quyến thuộc càng mạnh, kết duyên với nó càng sâu, cho đến chỗ là mình với nó không còn phân ly, chia cách nữa. Ăn thịt heo càng nhiều thì mình rất có cơ hội để biến thành heo. Ăn thịt bò càng nhiều thì mình rất có thể sinh làm bò. Nếu mà ăn gạo càng nhiều thì mình có thể biến thành gạo chăng? Gạo là loại vô tình, còn chúng sinh là loại hữu tình. Nếu ăn hữu tình thì mình có thể trở thành những thứ chúng sinh hữu tình. Nếu ăn những loại vô tình thực vật thì mình có thể giúp cho sự phát triển của pháp thân, huệ mạng. Nếu con người không ăn thịt chúng sinh thì tức là mình độ cho chúng sinh đó, chúng vượt qua khổ hải tới bờ niết bàn. Con người nếu hiểu được đạo lý này, không nên ăn thịt chúng sinh. Khi xưa có kẻ ăn thịt chúng sinh nên khi chết rồi thì bị đọa lạc xuống gặp Diêm La Vương. Lúc còn sống ông ta ăn qua những loại thịt của chúng sinh nào thì những thứ đó bây giờ đều tới để đòi nợ. Người ăn thịt tự biện hộ như vậy: tuy tôi ăn thịt nhưng tội không phải thuộc về tôi mà thuộc về người bán thịt mới đúng. Bấy giờ vua Diêm La mới truyền lệnh kêu người bán thịt lại. Người bán thịt cũng tự biện hộ rằng: tôi sở dĩ mà bán thịt là vì có người mua thịt. Nếu không có người mua thịt thì tôi bán làm gì? Người bán thịt với người ăn thịt, hai người mới tranh luận với nhau. Sau cùng thì hai người đã đổ trách nhiệm lên anh chàng đồ tể. Diêm La Vương lại kêu anh chàng đồ tể vào. Anh đồ tể này cũng tự biện hộ rằng: tôi đúng là đồ tể, nhưng vì có người mua cũng như có người ăn thì tôi mới làm nghề đồ tể. Nếu chẳng có người mua cũng chẳng có người ăn thì tôi cũng chẳng làm nghề đồ tể này được. Vì thế mọi người đều nói lên cái lý của mình. Lý lẽ nào mà họ nói ra đều là tạo tội nghiệp cả. Kết quả Diêm La Vương phán rằng người ăn thịt phải bồi thường nợ máu.
Cho nên chúng ta ăn thịt một loài chúng sinh nào là kết oán với loài chúng sinh đó. Có bài thơ rằng: nhục tự lý, biên lưỡng cá nhân, lý biên nhân, thực ngoại biên nhân, chúng sinh hoàn thực, chúng sinh nhục, tử tế tư lượng, nhân thực nhân. Nghĩa là ở trong chữ nhục có hai người, người bên trong ăn người bên ngoài, chính chúng sinh ăn thịt chúng sinh, nghĩ cho kỹ là người ăn người. Trong kinh Lăng Nghiêm có chép: nhân tử vi dương, dê chết trở làm người, người chết trở làm dê, con dê có thể làm người thì con heo cũng có thể làm người. Nếu chưa có thiên nhãn thông thì mình không quan sát được nhân duyên đó, nên cho rằng heo là heo, dê là dê. Con người mà ăn nhiều thịt chúng sinh thì bản hữu trí tuệ của họ bị che lấp, mất linh tánh và biến thành ngu si. Bởi vậy muốn độ chúng sinh thì trước tiên đừng nên ăn thịt. Như vậy, con người muốn độ chúng sinh phải tự độ tánh của chúng sinh, độ sinh phải lý tướng, không có chấp trước thì mới thực sự là độ sinh vậy. Ăn thịt là nguồn gốc của tai kiếp. Phật giáo có ba thời đại là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, đó là do nghiệp báo của chúng sinh trầu cảm mà ra. Ở thời chánh pháp, con người được phước báo rất lớn, rất dày và trí huệ cũng rất cao. Ở mặt đất thì nước giống như sữa vậy, rất bổ dưỡng, và nơi nào nước cũng rất tốt. Tới thời tượng pháp thì nước uống mất đi chất bổ dưỡng. Hiện tại thời mạt pháp thì nước không còn chất bổ dưỡng nữa, trái lại trộn lẫn đủ thứ như chất độc. Có người nói: chúng tôi uống nước đã bỏ thuốc khử độc rồi, tuy vậy nước vẫn còn độc, không cách gì có thể trừ được. Trên thế giới hiện giờ chất độc càng ngày càng gia tăng, khiến cho không khí bị ô nhiễm. Vì người ta dùng chất độc quá nhiều nên độc tố thấm dần vào thân người, rồi trải qua sự biến hóa trong cơ thể. Khi mình thở ra thì chất độc đó lại trở ngược lại về ở trong không khí. Hiện tại trong hư không đầy rẫy độc khí. Chúng ta biết bom nguyên tử, bom khinh khí là thứ tối nguy hiểm, nhưng những thứ đó còn thua độc khí do miệng mình phóng ra. Bởi vậy thế giới ngày càng trở nên vô cùng nguy hiểm. Vì độc khí đó bị xông ướp nên mỗi ngày con người giống như sống trong cơn say, chết trong một giấc mộng. Ăn uống cờ bạc rượu chè, lừa bịp trộm cắp, không có chuyện gì xấu xa mà họ không biết làm. Đó là tình trạng độc hại vô cùng, hết sức nguy hiểm vậy. Bây giờ muốn thế giới tiêu hết chất độc thì phải có biện pháp gì? Tức là phải ăn chay, đừng ăn thịt. Ăn chay thì chất độc sẽ giảm bớt đi. Nếu muốn thế giới này hoàn toàn hết chất độc thì mọi người đừng ăn thịt, chỉ ăn chay thôi. Bởi vì trong thịt có chất độc, mà chất độc này lại rất vi tế, nên dù ăn vào mình cũng không nhận biết được là có chất độc. Xong từ từ mình sẽ bị trúng phải chất độc của thịt, lợi hại đến độ không có thứ thuốc nào có thể cứu nổi. Bởi vì trong thịt chứa chất sự oán hận sâu dày, cho nên người xưa nói rằng: thiên bách niên lai oản lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình, dục trì thế thượng đao binh kiếp, thả thính đồ môn xả bán thanh. Ngàn năm oán hận ngập bát canh, oán sâu như biển hận khó tan. Muốn biết vì sao có chiến tranh, hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm. Miếng thịt trong tô canh tuy nhỏ, nhưng thực sự trong đó chất chứa sự thù hằn như biển cả vậy. Người đập lộn với người, nhà này đánh nhau với nhà kia, nước này xâu xé nước kia, địa cầu này tiêu hủy địa cầu khác, gây nên chiến tranh như vậy đều là do ăn thịt mà ra. Tất cả những tai nạn, đao binh, thủy hỏa, tật dịch lưu hành đều là do ăn thịt mà thành. Nếu muốn hiểu rõ đạo lý thì lúc nửa đêm hãy tới nhà người đồ tể mà lắng nghe tiếng trống đau đớn của con heo bị chọc tiết, lắng nghe tiếng khóc uất ức của con trâu hay con dê bị giết. Tóm lại thì con vật nào bị giết thì con đó khóc la rên xiết, có lúc la lên chính là lúc nó bị phóng độc khí ra. Một mặt phóng độc khí, một mặt khóc than nói rằng: tốt lắm, bây giờ tụi bay giết tao, trong tương lai tao sẽ giết lại tụi bay. Nợ này chẳng bao giờ phủi sạch được. Tụi bay giết tao, tao sẽ giết lại tụi bay. Tụi bay ăn thịt tao, tao sẽ ăn thịt lại tụi bay. Do lòng oán hận, thù hận chất chứa như vậy nên mới tạo thành đủ thứ tai họa.
Nếu con người ăn chay trường thì những oan nghiệp đó sẽ bị tiêu trừ, bao nhiêu đau gươm sẽ trở thành nhung gấm, sự hung hiểm sẽ trở thành kết tường. Vì thế, mình phải tìm cách cứu vãn thời mạt pháp sắp tới đây. Sát sanh và bệnh tật. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người đang thích việc sát sanh và có rất ít người tôn trọng sự sống. Đa số là chỉ biết làm thế nào để giết, chứ hoàn toàn thờ ơ với việc phóng sinh. Khi bạn giết một sinh vật ấy cũng muốn giết lại bạn. Sự báo thù lẫn nhau dẫn đến sự tái sinh luân hồi trong đời ngũ trược ác thế. Sự báo oán lẫn nhau vậy đến khi đời nào mới chấm dứt. Người xưa từng nói, trăm ngàn năm nay khi nhìn vào bát canh thịt, mối hận nghìn năm lớn như biển khó tiêu trừ. Nếu muốn biết rõ chuyện binh đao chém giết nhau trên đời thì hãy lắng nghe tiếng kêu than của súc vật lúc nửa đêm ở lò sát sinh. Thiên bách niên lai oán lý canh. Chúng ta nên đặt nền tảng đạo lý của cuộc sống lên những lời nói của Khổng Tử. Đã thấy sự sống của nó rồi thì không nỡ nào gây ra cái chết của nó. Đã nghe tiếng kêu của nó rồi thì không nỡ nào còn ăn thịt nó. Do vậy, người quân tử nên tránh xa nhà bếp. Kiến kỳ sinh bất nhãn kiến kỳ tử. Kiến kỳ sinh bất nhẫn kiến kỳ tử. Văn kỳ thanh bất nhẫn thực kỳ nhục. Thị dĩ quân tử viễn bào trù dã. Dù hàng trăm ngàn năm nay bát canh thịt còn đó, quý vị đã ăn rồi và tôi cũng thế. Bát canh này là thịt hầm, nó chứa đựng sự oán hận sâu hơn biển, rất khó tiêu trừ. Để chuyển hóa lòng oán hận này không phải đi dễ dàng gì. Bạn có muốn biết tại sao trên thế giới lại có chiến tranh, lụt lội, hạn hán, dịch bệnh? Nguyên nhân nào gây ra sự đau khổ, giết chóc, thảm sát đổ máu trong chiến tranh? Tại sao người ta lại tìm kiếm nhau mãi để trả thù? Bởi vì họ đã gieo quá nhiều việc chết chóc. Nếu bạn chưa hiểu, xin hãy đến gần lò sát sinh súc vật và lắng nghe tiếng kêu thét của súc vật vào lúc nửa đêm ở đó. Tiếng heo kêu thét, tiếng dê kêu cứu, tiếng bò trâu giống, tất cả đó là sự van xin. Xin ông tha mạng cho con, nhưng ta giả vờ không nghe, không thấy lời kêu than ấy. Chúng ta cứ tiến hành giết không cần một giây suy nghĩ. Khi ta vừa giết chúng thì một niềm sân hận từ những con heo, bò, dê bị giết khởi dậy. Niềm ấy dẫn chúng đi tìm người giết để báo thù trong tương lai. Điều này dẫn đến những thảm trạng như chiến tranh trên thế giới và mọi thứ tai ương tử vong. Tất cả đều do việc sát hại sinh mạng mà tạo nên. Tuy vậy, ngay nơi sự báo oán có khi còn chưa đủ. Hiện nay tai họa lớn nhất là bệnh ung thư, là một loại bệnh tật quái dị. Tại sao bệnh này lại xuất hiện? Vì người ta ăn quá nhiều thịt. Hiện nay không khí bị ô nhiễm nặng nề, trái đất bị ô nhiễm và nước cũng bị ô nhiễm. Không khí ô nhiễm, nước ô nhiễm, đất ô nhiễm này tạo nên một thứ độc tố. Khi súc vật ăn những thứ độc tố, chất độc ngấm dần vào cơ thể của nó. Mặc dù chất độc vẫn ở yên trong cơ thể chúng nó không gây tác hại gì, nhưng nếu ta ăn thịt, chất độc sẽ chuyển sang cơ thể ta, khiến cho ta mắc phải vô số bệnh quái dị, khó trị liệu vô cùng. Những bệnh khó trị liệu này không phải ngẫu nhiên mà có. Đằng sau nó là những oan hồn kêu than đòi trả mạng. Vậy nên bây giờ có rất nhiều oan hồn quanh quẩn khắp nơi, cố gắng tìm cách bắt người khác trả mạng hay làm cho họ khổ đau bằng cách gây ra vô số bệnh tật quái lạ. Những oan hồn vất vưởng này là những bào thai bị nạo, bị phá trước khi nó có được một cuộc sống hoàn chỉnh như người. Vì vậy nó rất căm hận. Nó có thể làm đóng nghẽn tìm người, làm nát tan thận, túi mật người. Nó có thể phá hủy ngũ tạng của bạn, khiến cho bạn phải chết dù bạn chưa muốn chết. Tại sao nó hiểm độc như thế? Vì bạn đã giết hại nó trước, bây giờ nó muốn trả thù sau. Những căn bệnh gây nên bởi ma oán thì không thể nào chữa lành bởi bất kỳ bác sĩ nào cả. Dù bác sĩ đông y hay tây y đều không chữa được. Việc bạn có thể làm là không ăn uống gì cả, rồi chờ chết. Sau khi bạn chút hơi thở cuối cùng, lại nên phiên bạn tìm báo thù.
những gì tôi nói là lời chân thành nhất. Nếu tôi nói nữa, có lẽ có người sẽ không muốn nghe. Tuy nhiên tôi có khuyết điểm là tôi muốn nói cho dù người ta thích nghe hay không. Tôi đặc biệt thích những điều mà mọi người không muốn nghe. Do vậy, nên các bạn ở đây nên chuẩn bị tâm lý. Bạn nên nói với chính mình rằng, ta chẳng muốn nghe, nhưng ta sẽ kiên nhẫn một chút để nghe cô ta nói gì. Điều tôi muốn nói là tôi sẽ giải thích chữ thịt, tiếng Hàn là nhục, có bộ khẩu, nhưng nét dưới bị mất. Có nghĩa là mở miệng. Tại sao mở miệng? Là để ăn người, cho nên trong chữ thịt, tức là nhục, có hai người, chữ nhân, một người ở bên trong nhân và một người ở bên ngoài nhân. Chữ này biểu thị ý niệm thịt và không thể tách rời được miệng người. Tuy nhiên, người không thể bị dính mắc, không tách rời ra khỏi thịt được. Chữ này biểu tượng con người ăn thịt và con người đang bị kẻ khác ăn thịt mình. Cái đầu của một người đi ra từ cái miệng và người khác thì đang ở trong miệng. Nhưng vì cái miệng không đóng nên người ấy có thể đi xa. Có thể đi xa nên có thể làm người khác trở lại. Khi làm người rồi, anh ta sẽ tìm và ăn thịt người đã ăn thịt mình, không sống nuốt tươi lẫn nhau. Vì thế nên có hai chữ nhân ở trong chữ nhục kế bên dưới chữ nhân, là người ở bên trong bao trùm người ở bên ngoài. Người bên trong, người bên ngoài che đậy, bắt giữ lẫn nhau. Chúng sinh ăn thịt lẫn nhau, nếu quan sát kỹ, đó là người ăn thịt người. Chúng sinh hoàn, cật chúng sinh nhục, tử tế tư lương, thị nhân cật nhân. Vì đó là người ăn thịt người, có lẽ nào người ấy là bạn ta, ta chẳng biết. Có lẽ nào người đó là bà con ruột thịt của ta cũng chẳng biết. Có lẽ nào đó là cha ta, mẹ ta, tổ tiên ông bà mình, ta cũng chẳng hay. Cái không biết này làm nảy sinh vô số vấn đề. Do vậy tốt nhất là mọi người chẳng nên ăn thịt. Mặt khác, không ăn thịt là một yếu tố tối trọng để ngăn ngừa bệnh tật. Không sinh bệnh, không nóng tính. Nếu bạn không nóng giận thì tác nhân gây nghiệp muốn báo thù bằng cách làm cho bạn bị bệnh sẽ khó khăn khi tìm gặp bạn. Bởi vì ngay khi bạn nổi nóng là có một lỗ hổng để ma oán chen vào. Mỗi khi ma oán kiểm được lối vào, bệnh tình của bạn lúc càng trở nên càng nghiêm trọng. Nếu bạn muốn khỏe mạnh sống lâu, không bệnh hoạn, điều chủ yếu là không nên ăn thịt, không nóng giận, không hút thuốc, uống rượu. Đây là những cách để có được một cơ thể khỏe mạnh. Chẳng nên xước vào mình một thứ bệnh tật nếu tự hủy hoại bản thân mình. Nếu bạn đang làm như thế thì bạn sẽ phải tìm một bác sĩ nào đó để trao đổi với ông ta liền, mà ông ta vẫn không thể chữa lành bệnh cho bạn. Đó phải chăng là nỗi muộn phiền lớn nhất của chúng ta? Hỏi, có pháp môn gì, phương tiện gì để khuyên giải những kẻ chuyên lấy việc giết gà giết vịt làm kế sinh nhai? Đáp, phàm lẽ hễ xưa chót tạo tội, nay đã biết lỗi lầm thì phải lo sửa đổi, không nên tái phạm. Có câu rằng, có tội mà biết sửa, tội liền biến thành không. Chư Bồ Tát không thấy chúng sanh có tội lỗi, chính mình phải tự nguyện, thọ trì giới luật. Chư Phật và chư Bồ Tát tuyệt đối chẳng bao giờ bày mưu thiết kế gây hại cho chúng sanh, làm chúng sanh bị đọa địa ngục cả. Khi xưa nếu bạn đã phạm ngũ giới, nay đừng tái phạm nữa là đủ. Những việc mình làm từ xưa xem như đã chết theo ngày hôm qua. Giờ đây những việc mình làm thuộc về đời mới kể từ hôm nay. Có người giải thích chữ nhục nghĩa là thịt như sau: chính chúng sanh lại ăn thịt chúng sanh. Ngẫm ra cho kỹ người ăn người, tại sao nhất định phải dựa vào việc sát sanh để duy trì sự sống của mình chứ? Ha ha ha, 问什么的说呵。